Vâng thưa quý vị, nếu trong các loại đá quý, kim cương là thứ vô giá nhất, thì trong các loại gỗ, gỗ nu cũng là thứ quý giá nhất. Nu thực chất không phải là một loại cây để lấy gỗ như các loại gỗ hương, gỗ xưa, gỗ mun, gỗ hoàng đàn, vân vân, mà thực chất chỉ là một phần dị tật xấu xí của một cái cây. Theo định nghĩa của Wilson Eyre thì đây là gỗ từ bướu của các loài cây gỗ quý, cứng, có vân đẹp và được dùng làm bàn ghế hoặc đồ mỹ nghệ. Khi nu gỗ về mặt kỹ thuật có thể được hình thành trên bất cứ loại cây nào khi bị thương. Một số loài cây nhạy cảm hơn thường hình thành nu gỗ khi bị tấn công bởi côn trùng hoặc vi sinh vật, nhưng xác suất bị thương hoặc tấn công cũng rất là hiếm. Thế cho nên nu gỗ tự nhiên bắt gặp cũng không quá nhiều. Chúng không thể được con người tùy ý sản xuất, do đó mà vẻ đẹp của nó cũng khó có thể mà so sánh. Bồ Đề Đạt Ma được sinh ra ở Nam Thiên Trúc, Ấn Độ. Ngài là con thứ ba của vua Pallava Tamin. Tên thật của Ngài là Bồ Đề Đa La. Danh hiệu Đạt Ma của Ngài có nghĩa là rộng lớn, thông đạt chư pháp. Kể từ đó, Ngài trở thành vị tổ thứ 28, truyền nhân của vị tổ thứ 27. Bồ Đề Đạt Ma nghe theo lời thầy xuất dương tìm hiểu thế sự, truyền pháp và giác ngộ cho con người. Đạt Ma đi đến Trung Hoa, gặp được vua Lương Vũ Đế, vốn là người sùng đạo Phật, nên đã xây rất nhiều chùa chiền. Tuy nhiên, khi Đạt Ma giảng giải với vua về việc tích đức để đời, thì vua không tĩnh ngộ được. Từ đó, Bồ Đề Đạt Ma thấy rõ là chưa phải lúc để truyền pháp tại Trung Hoa. Rồi Ngài tiếp tục đi, băng qua sông Giang Bắc, qua nước Ngụy, lên núi Tung Sơn và tu thiền định 9 năm quay mặt vào vách núi, không nói bất cứ điều gì. Cũng tại đây, Huệ Khả đã hữu duyên gặp được Ngài và để lại truyền thuyết bất hủ về thần quyết tâm học đạo của Bồ Đề Đạt Ma. Ngài được xem là người truyền bá và sáng lập ra thiền học cũng như võ thuật tới Trung Hoa. Võ môn Thiếu Lâm Tự là do Ngài truyền dạy. Ngài cũng là cha đẻ của thiền Phật giáo Trung Hoa. Còn ở Việt Nam, đây là bức tượng chân dung vị thánh nhân mà quý vị và các bạn đang xem, được làm bằng gỗ nu hương, cao trên 2,5 mét, rộng 1,2 mét, nặng gần 2 tấn, liền khối, chất nu cám, hoa văn đẹp, là một tuyệt phẩm có 102 ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.